Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu tại hội nghị Đảng ủy quân khu 3 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 tại Thanh Hóa với chủ đề Phát thanh Việt Nam đa dạng trong chuyển đổi số. Cần tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong bối cảnh tai nạn giao thông ở Hưng Yên 6 tháng đầu năm tăng cả 3 tiêu chí. Huyện Kim Động tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của huyện. Phát huy vai trò của các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy quân khu 3 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự và phát biểu tại hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực, rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng tốt. Chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đầu tư hơn 224 tỷ đồng ngân sách địa phương xây dựng 41 công trình quân sự trong khu vực phòng thủ. Triển khai thực hiện nghiêm quyết định sát nhập cơ quan hậu cần kỹ thuật, các đơn vị tổ chức lại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, chỉ đạo tập trung đột phá vào đổi mới nội dung chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện cho các đối tượng, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới, tổ chức và tham gia hội thi hội thao đạt nhiều thành tích cao, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2019-2024. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, lãnh đạo thực hiện tốt việc quy hoạch và xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tổ chức bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng xử lý, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đẩy mạnh các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và quân đội, tích cực thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tối qua tại thành phố Thanh Hóa, diễn ra lễ khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề Phát thanh Việt Nam đa dạng trong chuyển đổi số. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Hai năm tổ chức một lần, liên hoan phát thanh toàn quốc là ngày hội của những người làm phát thanh cả nước. Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 81 đơn vị. Sau sơ khảo, có gần 230 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo ở các thể loại phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh, chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, chương trình phát thanh trực tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên thể loại podcast là xu thế của phát thanh hiện đại được đưa vào liên hoan để trao thưởng. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có 5 tác phẩm vào vòng chung khảo ở các thể loại phát thanh trực tiếp, chuyên đề phát thanh, câu chuyện truyền thanh, phóng sự và podcast. Trong khuôn khổ liên hoan còn có hội thảo quốc tế chuyển đổi số phát thanh thực tiễn quốc tế và Việt Nam, chương trình giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 9 năm 2024 và giải chạy vì làn sóng khỏe. Liên hoan sẽ tiến hành trao giải và bế mạc vào tối 13 tháng 7. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 332 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 323 người. So với cùng kỳ năm 2023,
tăng 92 vụ, 6 người chết, 167 người bị thương. Ngành công an tỉnh đã tổ chức 16.000 ca tuần tra kiểm soát giao thông với 44.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện ra quyết định xử phạt gần 11.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 27 tỷ đồng, tạm giữ trên 4.000 phương tiện, tước 1.700 giấy phép lái xe. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng tổ chức thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với nhiều tổ chức cá nhân. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Hồng Nam yêu cầu tăng cường ngay công tác tuyên truyền, rà soát kiểm tra, khắc phục các điểm tiềm ẩn gây tai nạn giao thông tại một số địa phương có tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao là thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi, Kim Động, Phù Cừ và Văn Lâm. Các đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền theo chủ đề, thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các vị trí mất an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình. Sáng nay, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã kiểm tra tiến độ thi công 3 dự án, trong đó dự án xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê - An Tảo - Trung Nghĩa dài 2.400 m, tổng mức đầu tư hơn 90 tỷ đồng. Hiện cơ bản thực hiện xong công tác đo đạc và kiểm kê tài sản thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, nhà thầu đang khẩn trương triển khai thi công nền đường, hệ thống thoát nước. Dự án xây dựng đường Trần Quang Khải, đoạn từ trường Cao đẳng Cộng đồng tới đường Triệu Quang Phục có tổng chiều dài tuyến hơn 350 m với tổng kinh phí đầu tư trên 12 tỷ đồng. Đến nay đã thi công được hơn 200 m, đạt khoảng 62% giá trị hợp đồng. Dự án xây dựng kè mái và đường dạo phía tây sông Điện Biên có chiều dài tuyến trên 2,3 km. Hiện nhà thầu thi công đang thực hiện các hạng mục với giá trị xây lắp đã thực hiện đạt 8 tỷ đồng. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án. Đồng chí yêu cầu các đơn vị nhà thầu huy động tối đa máy móc phương tiện thi công những đoạn đã có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành các dự án trong thời gian sớm nhất, góp phần nâng cao diện mạo đô thị, thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố ngày càng phát triển. Xác định thực hiện kế hoạch đầu tư công vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa giúp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển, huyện Quế Châu đã và đang quyết liệt trong công tác chỉ đạo cũng như triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm. Tuyến đường cải tạo nâng cấp từ DT378 đến khu di tích cây đa Sải Thị trên địa bàn xã Thuần Hưng đang được đơn vị thi công triển khai các hạng mục rãnh dọc, cống ngang đường, đắp cát và chạy bây. Mặc dù thời gian thực hiện công trình là 18 tháng, tuy nhiên chỉ 6 tháng triển khai thi công, hiện công trình đã đạt 70% khối lượng. Đơn vị thi công cũng đã rất tranh thủ các cái tuyến đường nhánh trên dọc cái tuyến đường để tiến hành thi công, làm 4 đoạn thi công cùng lúc. 4 tổ đội thi công là đều đầy đủ các máy móc và nhân lực để hoàn thiện công trình sớm nhất có thể. Tuyến đường có chiều dài 1,8 km, rộng 5,5 m với tổng kinh phí 23 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 1 năm 2024. Nhờ công tác chỉ đạo quyết liệt, phối hợp thường xuyên chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan nên công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ nhanh gọn. Qua đó mà đơn vị thi công có thuận lợi về mặt bằng sạch để nhanh chóng triển khai hoàn thiện công trình. Nhân dân tại địa phương đều đồng thuận, phấn khởi khi công trình đi qua. Giải phóng mặt bằng cũng như cột điện, này, đường nước khi triển khai thì thôn cũng đã mở tổ chức cuộc họp dân, vận động nhân dân thì đa số mọi người cũng đều là đồng tình chấp thuận để mở rộng tuyến đường. Dân ủng hộ rất cao, giải phóng mặt bằng, tiến độ nhà thầu gần như không hôm nào không làm, mưa máy vẫn đang làm, người không làm được máy vẫn sang gạt. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của huyện Khoái Châu năm 2024 được giao là gần 450 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh quản lý là 45 tỷ đồng, ngân sách huyện là trên 404 tỷ đồng. Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm, nguồn ngân sách huyện ước đạt 50% kế hoạch. Quá trình thực hiện, huyện tập trung chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt từ công tác chuẩn bị đầu tư đến tiến độ thực hiện các dự án. Dự án xây dựng tuyến đường chính phục vụ sản xuất kinh doanh
xã Ông Đình và Tân Dân đã bố trí 2 ca, nhất là ca ban ngày và ca buổi tối, tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc, thiết bị, cố gắng khắc phục giá vật liệu, đảm bảo tiến độ dự án. Chúng tôi thường xuyên là đôn đốc các cán bộ thực hiện từng dự án một, tổng hợp báo cáo tiến độ theo tuần, phối hợp với các xã, thị trấn, các đơn vị hạ tầng liên quan như là công ty nước sạch, điện lực Khói Châu để làm sao tạo được cái mặt bằng sạch sớm nhất cho đơn vị thi công, đôn đốc nhà thầu tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc trực tiếp tại hiện trường, và khi mà có khối lượng thì nghiệm thu thanh toán ngay để đảm bảo cái tiến độ giải ngân đầu tư công của huyện. Xác định giao thông có vai trò đi trước một bước để phát triển kinh tế xã hội, mở ra không gian phát triển mới, những năm qua huyện Kim Động đã bám sát các quy hoạch của tỉnh để huy động nguồn lực đầu tư cho mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sức bật để huyện phát triển bền vững theo hướng đô thị công nghiệp hiện đại. Thời tiết không thuận lợi do mưa nhiều, có những ngày nền nhiệt cao, song không khí thi công tiến độ triển khai các hạng mục của dự án xây dựng đường tỉnh 377, đường quy hoạch mới tại huyện Kim Động vẫn khẩn trương và đảm bảo khối lượng. Tuyến đường có quy mô đầu tư xây dựng 10 km theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng và đường trục chính đô thị với nguồn vốn 70% cấp tỉnh và 30% cấp huyện do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải cho tuyến quốc lộ 39, tăng cường kết nối với các trục giao thông quan trọng của tỉnh, huyện và vùng lân cận, mang lại tiềm năng lợi thế lớn cho địa phương. Trước kia thì bé lắm, bây giờ đã làm rộng ra 11 mét, gần như là gấp đôi. Làm chưa xong nhưng mà nhìn đã thấy cảnh đã đẹp rồi. Dân chúng tôi rất phấn khởi. Khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ khó như giải phóng mặt bằng đã giúp cho các dự án giao thông đang triển khai trên địa bàn huyện Kim Động đảm bảo kế hoạch như dự án DT377, DH75, xây dựng cầu Đống Lương, cầu Mụa. Khi bắt đầu nhận mặt giao mặt bằng ấy, tất cả các phòng ban ngành của huyện địa phương tạo điều kiện rất thuận lợi về công tác di rời một số cột điện và mặt bằng để phục vụ đẩy nhanh tiến độ thi công công trường. Đơn vị thi công cố gắng huy động nhân lực, máy móc 3 tháng nữa là đơn vị thông cầu cho bà con đi. Kim Động là huyện nằm ở phía nam của tỉnh với vị trí cửa ngõ của thành phố Hưng Yên, nằm tiếp giáp với các huyện Tiên Lữ, Ân Thi, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, thời gian qua, huyện đã tranh thủ nhiều nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông đối ngoại, liên kết vùng, gồm đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, đường nối quốc lộ 39 với DT377, đường trục ngang, đường DH75, DH71. Cùng với đó là hệ thống giao thông đối nội được thiết kế theo dạng ô bàn cờ, tăng tính kết nối giữa các địa phương, khu dân cư, đô thị để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Kết quả từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã đầu tư xây mới 8 dự án đường huyện với kinh phí trên 500 tỷ đồng, hơn 200 dự án đường giao thông nông thôn với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Huyện đang tập trung cùng với các sở ngành và các địa phương thực hiện hơn 80 dự án phát triển giao thông. Các dự án giao thông này thì mang tính kết nối phát triển giữa các huyện trong tỉnh, và Kim Động thì có một số dự án kết nối với các tỉnh khác để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là mở rộng không gian phát triển đô thị theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như Ủy ban tỉnh đối với Kim Động. Quyết tâm dồn lực, từng bước đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hệ thống giao thông đã giúp cho huyện Kim Động đang củng cố nền móng vững chắc để thu hút đầu tư hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tại tỉnh Hưng Yên, chỉ thị này được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhiều người nghèo và đối tượng chính sách xã hội về tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo. Theo đó, ngay từ năm 2014 là năm đầu tiên thực hiện chỉ thị, tỉnh Hưng Yên đã triển khai được 8 chương trình, đề án hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách xã hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế và xây dựng nhà ở. Đến nay, tỉnh Hưng Yên triển khai được 13 chương trình đề án với tổng số vốn giải ngân trên 8.500 tỷ đồng với trên 250.000 đối tượng. Qua đó,
giúp trên 35.500 hộ thoát nghèo bền vững, theo cũng giúp gần 250.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn được xây dựng và giúp trên 1.800 đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội, tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện nay xuống còn 0,86%. Sáng nay 12 tháng 7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 200 người dân thuộc gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Các y bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành khám bệnh tổng quát, kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn điều trị các bệnh lý thông thường, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng phòng bệnh cho người dân. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 750.000 đồng, gồm gạo, thuốc và nhu yếu phẩm. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực, toàn tỉnh Hưng Yên thành lập hơn 800 tổ bảo vệ an ninh trật tự với gần 2.500 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã, ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phóng sự sau sẽ cho thấy rõ hơn vai trò của lực lượng này. Sau khi được thành lập và ra mắt, hơn 20 thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã cùng với công an phường triển khai duy trì trật tự đô thị, bảo đảm cho các tuyến đường thông hè thoáng. Đây là phường nội thị hoạt động kinh doanh buôn bán nhộn nhịp, song lại tồn tại mặt trái là một số điểm nóng vi phạm trật tự đô thị như khu vực bến xe, cổng bệnh viện đa khoa tỉnh hay khu vực quảng trường. Anh em tích cực đi vận động các hộ kinh doanh là không làm các mái che, mái vẩy ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa của khu phố và của phường xã, thành phố nói chung. Công việc của chúng tôi là một là nắm bắt tình hình ở địa phương, những nhà trọ và các hộ gia đình kinh doanh buôn bán, vận động tất cả các tổ hội cùng tham gia với chúng tôi để làm công tác vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Tôi có bán hàng ở khu vực quảng trường, được các đồng chí an ninh ở phường Hiến Nam cũng nhắc nhở, chúng tôi cũng đã chấp hành những cái điều lệnh của phường. Để đảm bảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được triển khai có hiệu quả, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nghị quyết số 456 năm 2024 về việc thành lập các tổ bảo vệ an ninh trật tự tại tất cả các thôn, tổ dân phố. Đồng thời, quy định cụ thể chính sách hỗ trợ để các thành viên phát huy tốt nhiệm vụ. Đến nay, thành phố Hưng Yên đã thành lập 86 tổ bảo vệ an ninh trật tự với trên 250 thành viên. Các thành viên được tham gia hưởng trợ cấp và được hỗ trợ 100% chi phí đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Ngày 1 tháng 7 thì ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thì số lượng con người tăng lên. Thì công việc thì chúng tôi sẽ làm tốt hơn bởi vì là cái số lượng con người tăng lên để nắm được tình hình trên địa bàn. Về cái lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở ấy, thì đa số trước kia cũng là công an viên và dân phòng của xã. Các đồng chí cũng nắm được những di biến động về các hoạt động về lưu trú trên địa bàn. Nó cũng giúp rất nhiều cho công an xã về đảm bảo cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Sự ra đời của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Qua đó, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn C về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự. Bị cáo C sinh năm 1964 ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, đăng ký thường trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 11 năm 2023, Phạm Văn C đã nhiều lần sử dụng các tài khoản Facebook Phạm Trờ và Nguyễn Minh Tân livestream đăng tải 7 video với tổng thời lượng 1 giờ 52 phút 27 giây có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động kêu gọi chống đối nhà nước Việt Nam, xuyên tạc vu khống xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, xúc phạm vị nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. Quá trình điều tra xác định Phạm Văn C
không có đồng phạm, không câu kết móc nối với các thế lực thù địch bên ngoài. Bị cáo C thừa nhận là người quản lý sử dụng trực tiếp phát ngôn trên hai tài khoản Facebook Phạm Trở và Nguyễn Minh Tân. Căn cứ hành vi mức độ phạm tội của C và các quy định của pháp luật, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam, sau chấp hành án phạt tù phải chịu quản chế 2 năm tại địa phương nơi cư trú. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.